Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Fastke. Hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho các bạn những thông tin công nghệ suốt một tuần vừa qua. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay thôi nào. Chúng ta sẽ đến với thông tin đầu tiên liên quan đến Google I/O. Gần đây thì Google cũng đã thông báo hàng loạt những cái tính năng AI ở trên 28 dòng sản phẩm của họ ở trên mạng Internet. Như vậy chúng ta sẽ có cả AI ở trên thanh công cụ tìm kiếm, cũng như ở bên trong, sâu bên lõi bên trong, như là phần tóm tắt video trên YouTube hoặc là tìm kiếm hình ảnh nhanh bằng Google Photo. Thì đây chính là một vài những cái tính năng khi mà chúng ta tìm trên Google Search. Ngày trước thì khi mà các bạn tìm một cái công lệnh thoại gì đó hoặc là một từ khóa thì chúng ta sẽ ra một cái bài viết và sẽ rất là khó khăn để người dùng có thể theo sát được. Tuy nhiên gần đây thì nếu mà các bạn tìm một cái cụm từ khóa giống như là khi mà chúng ta nói chuyện với con người, như là tối nay ăn gì hoặc là ở đâu, thì ngay lập tức AI sẽ có một cái thanh và trả lời cho chúng ta ngay ở trên đầu của cái phần tìm kiếm đó. Ngoài ra thì phần AI này nó cũng sẽ dự báo cũng như là khuyến khích chúng ta, ví dụ như ăn tối ở đâu chẳng hạn, thì nó cũng sẽ lựa chọn ra những cái nhà hàng hoặc là những cái nơi, địa điểm phù hợp hoặc là tốt với chúng ta nhất khi mà chúng ta có khi tới với những cái nhà hàng nó gần tương tự như vậy. Ngoài ra thì khi mà các bạn đang sử dụng những cái dòng máy Android, khi mà có cập nhật lên phiên bản Android 15 hoặc là 16 thì Google cũng sẽ cập nhật luôn phiên bản AI vào trong chính cái lõi hệ điều hành của chúng ta. Như vậy thì khi mà các bạn sử dụng, chúng ta sẽ mặc định có luôn cả tính năng Circle to Search, tức là cái tính năng mà các bạn bấm vào và tìm những cái thông tin ở trên màn hình. Tính năng Circle to Search hiện tại cũng đã có một vài những cái chức năng để có thể dịch thuật được rồi. Mai mốt thì Google cũng sẽ cập nhật thêm, ví dụ khi chúng ta tìm những cái hình ảnh ở trên màn hình thì xem là cái bài toán, giải bài toán như thế nào, các bước làm ra sao, và đồng thời cũng sẽ có một vài những cái lời giải, kể cả các bộ môn khác như hóa học hoặc là vật lý. Khi mà các bạn sử dụng hoặc là học tập có một vài những cái tài liệu nó hơi bí mật một chút và chúng ta không mong muốn được những cái con AI ở trên mạng nó đọc được, thì ngay trên chiếc điện thoại của chúng ta cũng đã có tích hợp AI luôn rồi và mang tên là Gemini Nano. Các bạn có thể tóm tắt hàng loạt các cái đoạn hội thoại, ví dụ khi mà chúng ta gọi điện này, hoặc là tóm tắt những cái tài liệu ở ngay trên chính chiếc điện thoại của chúng ta mà không cần phải quan tâm quá nhiều. Còn đối với Google Photo thì khi mà các bạn nhập một cái lệnh thoại, ví dụ như là tìm cho tôi những bức ảnh liên quan đến biển hoặc là tìm cho tôi những bức ảnh liên quan đến thú cưng, thì ngay lập tức ở trên bên này nó cũng sẽ tìm hết toàn bộ những cái thông tin hình ảnh đó và cho ra một cái bộ sưu tập duy nhất cho chúng ta. Và tất nhiên rồi, nó cũng sẽ làm theo cho chúng ta sao cho cái chính bản thân chúng ta cũng sẽ phù hợp nhất và đảm bảo sẽ yêu thích nhất. Ok, và chúng ta sẽ đến với tin tức thứ hai liên quan đến iPad Pro. Hiện tại thì iPad Pro M4 cũng đã đến tay khá là nhiều người rồi, và thậm chí cũng trên mạng các bạn cũng có thấy Việt Nam chúng ta cũng có một vài những cái dòng máy xách tay được mang về và mở hộp đầu tiên ở Việt Nam. Đối với kênh Cherry Rick Everything thì kênh này cũng sẽ mang cái chiếc iPad M4 này về và thử nghiệm xem là độ bền ra sao. Anh này thì anh cũng có một vài những cái bài nó hơi khắc nghiệt một chút, nên nếu mà các bạn đang sử dụng thấy được thế thì cũng không nên làm theo đâu nhé. Một vài thử nghiệm của anh Cherry Rick Everything thì anh cũng có là đốt lửa ở trên màn hình để xem là màn hình liệu nó có ổn hay không. Và ngay lập tức thì khi mà các bạn thấy được cái tấm nền tandem OLED thì cái tấm nền này nó cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều khi mà các bạn đốt lửa ở trên màn hình, vì đây chính là hai cái màn hình OLED gộp lại nên chắc chắn là nó cũng sẽ có một cái độ bền nó cao hơn. Đi sâu hơn vào phần bên trong thì khi mà các bạn lật ngang cái chiếc tablet ra và khi mà bẻ gãy nó thì nó chỉ cong hơn một chút thôi chứ không bị gãy quá nhiều. Nhưng khi mà các bạn để dọc iPad lại và anh ấy bẻ gãy thì hoàn toàn là cái phần cổng sạc này nó đã bị gãy rồi và hư hỏng hoàn toàn màn hình nhé. Thử nghiệm này thì cũng cho chúng ta thấy được rằng là ngoài điểm mạnh là màn hình bền hơn, tuy nhiên thì điểm yếu thì đó chính là việc mà chúng ta sẽ cần phải cẩn thận hơn trong quá trình sử dụng. Khi mà chiếc iPad này nếu mà có lỡ làm đè lên và để trong ba lô chẳng hạn, khi mà toàn bộ những cái vật dụng có thể đè lên cái chiếc iPad này theo cái chiều dọc thì chắc chắn là cái phần cổng sạc nó sẽ bị nứt đầu tiên và gây ảnh hưởng tới cả màn hình nữa. Và chúng ta sẽ đến với thông tin cuối cùng liên quan đến chiếc Oppo Reno 12. Nhìn chung thì những cái dòng Oppo Reno gần đây thì Oppo họ làm không được quá đặc sắc nữa rồi. Chúng ta sẽ có một chiếc điện thoại không quá yếu, nhưng nhìn chung thì nó sẽ phù hợp với chị em nhiều hơn. Đối với chiếc Oppo Reno 12 và 12 Pro thì ra mắt sẽ là ngày 23 tháng 5. Đồng thời thì chiếc Oppo Reno 12 sẽ chạy con chip là Dimensity 8250, trong khi mô hình Pro thì được đi kèm với con chip Dimensity 9200 Plus. Đối với chiếc Oppo Reno 12 và 12 Pro thì ngoài cái con chip ra, màn hình và cũng như cấu hình
cũng sẽ xem như nhau. Chúng ta sẽ có một cái màn hình 6.7 inch 1.5K, đồng thời thì viên pin cũng sẽ là 5000 mAh, đi kèm với đó là sạc nhanh lên tới 80W. Nhìn chung thì đối với hai dòng máy này, Oppo Reno 12 thì nó cũng sẽ nhắm tới những cái fan là chủ yếu mà thôi. Còn các bạn nào mà ở Việt Nam thì các bạn cũng thấy việc mà xách tay những cái dòng máy Oppo về cũng khá là hiếm và ít hơn ngày trước quá nhiều. Như vậy trên đây là toàn bộ những thông tin mình cập nhật suốt một tuần vừa qua. Nếu các bạn thấy clip này hay và hữu ích thì đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của FastK. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.